Để tán đổ Crush, 15 câu hỏi dưới đây là không thể thiếu. Đây là những câu hỏi hoàn hảo cho dành cho một cuộc trò chuyện khó quên với cô ấy. Không biết anh em thế nào, đối với tôi mà nói thì tán tỉnh chính là phần thú vị nhất của một mối quan hệ và trò chuyện cũng là phần tuyệt vời nhất của tán tỉnh. Có những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là cách rất hay để thể hiện cá tính cũng như mong muốn của anh em trong lần chinh phục này. Một, em tìm kiếm điều gì ở một chàng trai? Đừng hỏi mẫu bạn trai lý tưởng, hay em thích một chàng trai như thế nào? Sau khi nghe xong câu trên, nàng ấy sẽ tự hướng suy nghĩ của mình về những ưu tiên hàng đầu ở một chàng trai, đó là những gì chúng ta cần. 2. Kể anh nghe về mối tình đầu của em đi. Đây là câu hỏi có thể mở ra một cuộc trò chuyện dài cả ngày, mối tình đầu luôn đi kèm những cảm xúc chân thật nhất. 3. Em thích đi đâu? Tất nhiên không phải là khách sạn hay những thứ tương tự thế. Con gái, nhất là những người thích xê dịch luôn mong ước được đặt chân đến đâu đó, tất nhiên cũng sẽ có tìm hiểu nhất định về nơi đó. Nói chung, chị em nào cũng khoái đi chơi cả, quan trọng là phải biết gợi mở. 4. Liệu mối quan hệ của chúng ta có thể tiến triển nữa không? Câu này chỉ dùng khi anh em xác định cả hai đang đi đúng hướng, cũng có thể sử dụng đây như một lời tỏ tình thật tế nhỉ. Mới gặp nhau vài lần mà các ông hỏi câu này thì coi chừng phản tác dụng đấy. Nên xem, trở thành bậc thầy tán tỉnh phụ nữ đôi khi chỉ cần ngôn ngữ cơ thể. 5. Em thích được gọi bằng tên gì? Câu hỏi này là nền tảng để hai người có thể đặt ra những cái tên dễ thương cho nhau, đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn đầu tiếp cận. Chào vịt, em có muốn đi ăn cháo vịt với anh không? Bảo đảm đem lại hiệu quả không ngờ. 6. Anh có nói với em rằng hôm nay em rất đẹp chưa? Một câu hỏi tán tỉnh hết sức cổ điển, nếu nàng ấy có ý với anh em trước đó, nàng sẽ nhận thấy câu hỏi này đáng yêu thế nào. Ngược lại, cô ấy sẽ chuồn đi ngay lập tức. 7. Điều gì khiến em cảm thấy được bảo vệ? Phụ nữ yêu khi một người đàn ông có thể làm cho họ cảm thấy an toàn và thoải mái. Đây là một câu hỏi tuyệt vời giúp anh em tăng cường mối quan hệ giữa hai người. 8. Sau buổi hôm nay, anh tiếp tục gọi cho em được không? Đây không phải là một câu hỏi tán tỉnh, nhưng sẽ khiến cô ấy đánh giá nghiêm túc rằng các ông muốn tiến xa hơn cùng cô ấy. Hãy đề nghị được gọi, đừng nhắn tin SMS, cũng đừng dùng mạng xã hội. 9. Kiểu đàn ông nào khiến em khó chịu nhất? Câu hỏi này sẽ cho anh em biết chính xác những gì không bao giờ được phép thể hiện ra trước mặt cô ấy. 10. Em thích làm gì để thư giãn? Những việc cô ấy thường làm để lấy lại năng lượng sau một ngày dài giúp anh em nhìn nhận tổng quát hơn về cô ấy. Nên xem, khi nói chuyện với con gái, nên tập trung vào những chủ đề nào. 11. Em định sẽ làm gì vào tuần tới? Và trong đó có thời gian dành cho anh chứ? 12. Tại sao một người tuyệt vời như em mà bây giờ vẫn độc thân nhỉ? Cách rất hay để cô ấy rằng đối với anh em thì nàng ta xinh đẹp và hấp dẫn đến nhường nào. 13. Em sẽ làm gì nếu anh hôn em ngay bây giờ? Khiến cô ấy bất ngờ với câu hỏi siêu lãng mạn này và xem nàng ta sẽ phản ứng thế nào, anh em sẽ nhận được vài nụ cười đấy. 14. Theo em một tình yêu như thế nào thì được gọi là đẹp? Hoặc là em muốn chúng ta yêu nhau theo cách nào? 15. Em muốn chúng ta làm gì cho buổi hẹn đầu tiên? Câu hỏi này nhắm chính xác vào một người đang cố gắng tán tỉnh một cô gái, và nó đủ để khiến cô ấy đi hẹn hò với anh ta. Đó là một cách hoàn hảo để yêu cầu cô ấy ra ngoài và biết được những gì cô ấy thực sự mong muốn.